Dạ, Quốc Hương nhà đất Bình Phước xin kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang theo dõi kênh của em nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt ở đây thì tọa lạc tại ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một căn nhà vườn cách đường quốc lộ chỉ có 500m thôi quý cô chú anh chị. Và đất của mình là đường bê tông vào tới đất. Và ở đây thì nhà cửa dân cư xung quanh rất là đông đúc luôn quý cô chú anh chị, nhà cửa san sát nhau luôn ha. Và có đường điện cáp mạng wifi ở đây là đầy đủ luôn quý cô chú anh chị ha. Và lô đất của mình thì nằm trên mặt tiền đường bê tông, sổ của mình là hiển thị là đường bê tông vào tới đất, tại vì lô đất của mình là cuối đường đó quý cô chú anh chị. Thì nếu mà di chuyển theo hướng tây em chỉ đây thì sẽ di chuyển ra đường quốc lộ và trường học là khoảng 500m thôi quý cô chú anh chị ha, khá là gần luôn. Và đất của mình thì nói chung là gần các khu tiện ích luôn quý cô chú anh chị, gần chợ, gần trường học, gần đường quốc lộ luôn ha. Và nhà cửa dân cư hai bên đường khá là đông đúc luôn quý cô chú anh chị. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có nhu cầu mua nhà vườn để làm của hoặc mua để đầu tư kinh doanh thì em thấy lô đất này khá là phù hợp luôn nha. Và đất của mình ở đây là có sẵn một căn nhà cấp 4 và sở hữu sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Và trên đất của mình là có sẵn 400m thổ cư đất ở nông thôn cho quý cô chú anh chị nhà mình được sử dụng luôn ha. Và trước mặt em đây là lô đất của mình nha quý cô chú anh chị. Thì đường bê tông 3m di chuyển vào tới đất của mình. Và nhà cửa của mình thì có làm hàng rào lưới B40 rồi quý cô chú anh chị ha. Nói chung là ranh đất cũng khá là rõ ràng luôn quý cô chú anh chị. Và ở trong đất thì chủ nhà có trồng trầm hương, thường gọi là cây gió bầu đó quý cô chú anh chị ha. Nói chung là đất của mình bằng phẳng và rất là đẹp luôn. Và hôm nay thì chủ nhà không có ở đây nên em sẽ di chuyển vào phía trong quay cho quý cô chú anh chị nhà mình, nhưng mà không có quay được ở trong căn nhà thì quý cô chú anh chị xem video thì thông cảm giúp em với ha. Và hiện tại thì em đang ở trong đất của mình nè quý cô chú anh chị ha. Thì cái hàng rào này là cái ranh đất hồi nãy em có đứng ở ngoài đó quý cô chú anh chị. Thì theo sổ của mình thì cái mặt tiền ở đây thì chạy thẳng xuống bên đó là khoảng là 62m nha quý cô chú anh chị. Sổ mình rất là đẹp luôn ha. Và cái phần sau đó thì được 124m và được 21m mặt tiền đường view suối nha quý cô chú anh chị. Còn cái cạnh ở phía bên đây thì mình được là 40m nè quý cô chú anh chị ha. Và cái mặt tiền của mình ở đây là cái sổ của mình được ngang là được 124m. Thì trên đất của mình thì quý cô chú anh chị thấy là có trồng hàng rào bằng dâm bụt ha. Và hình sổ là em có đưa lên đầu video thì quý cô chú anh chị thấy là hình dung được cái lô đất của mình. Và đất của mình ở đây thì tổng diện tích là được 6.206,8m² và có 400m thổ cư đất ở nông thôn rồi quý cô chú anh chị. Và hôm nay thì chính chủ gửi em bán lô đất này với giá chỉ có 800 triệu bao sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Và cây gió bầu của mình thì chủ nhà hiện tại đang trồng rất là nhiều ở trên đất của mình luôn quý cô chú anh chị. Và đất của mình là có nhà cửa điện nước đầy đủ luôn quý cô chú anh chị ha. Trên đất của mình là có một cái giếng khoan và nguyên một vườn gió bầu, cây trầm hương luôn quý cô chú anh chị. Và rất là gần đường quốc lộ luôn. Thì em thấy nếu mà quý cô chú anh chị mua về để ở hoặc mua để làm của thì em thấy là khá là phù hợp ha. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là một lô đất vườn có 400m thổ cư, gần khu tiện ích, gần trường học, gần đường quốc lộ và ngay khu dân cư luôn quý cô chú anh chị mà giá chỉ có 800 triệu. Thì quý cô chú anh chị nhanh tay nhấc máy lên, alo cho em qua số điện thoại là 0967 557 282. Em sẽ gửi mọi thông tin, sổ sách, hình ảnh và vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được tham khảo ha. Và từ vị trí của lô đất của mình đây mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 160 km nha quý cô chú anh chị, về Bình Dương là 105 km và di chuyển về Đồng Xoài là 78 km. Thì cũng tùy thuộc vào vị trí của quý cô chú anh chị nhà mình đang ở đâu nữa ha. Thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại em có ghi trên video hoặc là nhắn tin với em hoặc là bình luận dưới video giúp em nha quý cô chú anh chị. Và lô đất này thì quý cô chú anh chị thấy là đất rất là bằng phẳng luôn quý cô chú anh chị, rất là đẹp, bằng phẳng, không vướng tranh chấp ha, không vướng quy hoạch và không có mồ mả ở trên đất nha quý cô chú anh chị. Đất của mình hoàn toàn là đất sạch luôn. Và ở đây là có một cái giếng khoan thì chủ nhà đã đậy lại rồi quý cô chú anh chị, đã che lại cho nó đỡ nắng, đỡ hư ha. Và đất của mình là có xây rào lưới B40, nói chung là kín đất hết rồi quý cô chú anh chị. Nhưng mà lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua ha, thì bên chủ nhà vẫn sẽ mời địa chính vào và
cắm lại đầy đủ các ranh móc cho quý cô chú anh chị nhà mình, nên quý cô chú anh chị nhà mình cũng yên tâm ha. Và đất của mình thì ranh móc khá là rõ ràng rồi quý cô chú anh chị, và lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua thì có thể là muốn công chứng trong ngày vẫn được, tại vì đất của mình là sổ hồng cầm tay pháp lý rõ ràng, nên quý cô chú anh chị muốn công chứng lúc nào cũng được ha. Nói chung là ranh đất rõ ràng rồi quý cô chú anh chị. Nhà kế bên thì cỏ rất là nhiều, còn nhà bên mình rất là sạch sẽ. Nói chung là chủ nhà cũng ở gần ha, nên người ta hay vào chăm vườn, tưới tắm những cây gió bầu, cây tầm hương nè, và dọn cỏ, nên vườn của mình nhìn rất là thoáng và rất là sạch quý cô chú anh chị. Đất bằng lắm, cực đẹp luôn. Và căn nhà của mình thì hiện tại là chủ nhà không có ở nhà, nên không có mở cửa cho em vào quay được nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà nhà cấp 4 của mình thì quý cô chú anh chị nếu mà ở gia đình mình ở là vẫn thoải mái ha. Nói chung mình về mình sơn sửa lại một chút là mình ở thoải mái đó quý cô chú anh chị. Và bên đây là có một cái chuồng heo ha, thì quý cô chú anh chị mua về là muốn nuôi heo cũng được nè, có chuồng trại sẵn cho mình rồi quý cô chú anh chị. Thì hiện tại là chủ nhà ở cách đây cũng xa, nên người ta không có nuôi nữa quý cô chú anh chị, thì mình mua về là có sẵn nhà cửa, chuồng trại và vườn tược để mình chăm luôn quý cô chú anh chị nha. Thì một lô đất vườn mà có đến 400 mét thổ cư và tổng diện tích là hơn 6 sào 2 quý cô chú anh chị, mà giá chỉ có 800 triệu kèm một căn nhà cấp 4 và chuồng trại. Thì quý cô chú anh chị thấy nếu mà phù hợp nhớ alo trực tiếp cho em ha. Và đây thì chủ nhà là trồng hết toàn bộ là trùm hương ở trên đất mình luôn quý cô chú anh chị. Thì nói chung có những cây mình trồng dặm thêm ha, nhỏ nhỏ này quý cô chú anh chị. Nói chung những cây này thì chủ nhà chỉ trồng dặm thêm đó quý cô chú anh chị ha. Còn đây là phòng tắm nè quý cô chú anh chị ha. Và căn nhà cấp 4 là ngay trước mặt em đây rồi nè. Thì nói chung là chủ nhà không có ở đây nên mình không có di chuyển vào quay ngôi nhà được nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà em thấy ngôi nhà thì cũng khá là rộng rãi, tại vì mình nhìn ở xung quanh mình thấy khuôn viên khá là rộng rãi quý cô chú anh chị. Phía trước thì có lót gạch tàu ha. Còn xây nhà kiểu là phía lồi phía trục đó quý cô chú anh chị ha. Và cửa của mình là cửa sắt 4 cánh thì cũng khá là rộng rãi luôn. Và nhà của mình là có lót gạch bông rồi nè quý cô chú anh chị. Nói chung là nhà này cũng xây lâu lắm rồi. Thì quý cô chú anh chị mua về mình có thể sơn sửa lại và mình ở cũng được ha. Tại vì nhà mình cũng là nhà kiên cố quý cô chú anh chị nha, chứ không phải là xây nhà tạm. Nói chung hồi đó thì chủ nhà mình ở đây luôn ha, nhưng mà giờ người ta xây nhà khác đó rồi, người ta để trống ở đây chưa có ai ở nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thấy là nhà của mình rất là rộng nè, kiểu trồi trục nên nhìn khuôn viên của mình cũng khá là rộng rãi luôn ha. Đây nè, ở phía trước nhà. Nói chung là căn nhà này thì mình ở mua về để sơn sửa lại là mình vào ở là thoải mái luôn đó quý cô chú anh chị. Và nhà của mình thì đang nghiêng về hướng nam nha quý cô chú anh chị. Thì căn nhà của mình xây theo hướng nam á. Và quý cô chú anh chị thấy là vườn trầm hương của mình thì có 1 năm tuổi, 2 năm tuổi, 3 năm tuổi cũng có. Nói chung là không có trồng đều đó quý cô chú anh chị. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mua về thì mình có thể chăm sóc trầm cũng được ha. Tại vì cây này thì mình bán là cây lấy gỗ đó quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình thì em thấy rất là đẹp quý cô chú anh chị. Hàng rào của mình thì trồng hết là những cái cây dầu này quý cô chú anh chị. Nói chung là chủ nhà toàn trồng những cây lý gỗ thôi ha. Thì những cây dầu của mình ở đây thì khá là lớn rồi đó quý cô chú anh chị, thì mình cũng có thể là khai thác được luôn rồi đó ha. Và vườn của mình thì rất là bằng và rất là đẹp luôn. Thì em thấy đất của mình thì quý cô chú anh chị mua về là mình có nhà ở và làm vườn tược thì khá là hợp lý quý cô chú anh chị. Với 6 sào 2 mà gần trung tâm, gần khu tiện ích và đông dân cư, và 400 thổ cư mà giá chỉ có 800 triệu thôi quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị thấy phù hợp thì nhanh tay alo cho em ha. Và em sẽ nói lại thông tin một lần nữa cho quý cô chú anh chị nhà mình được nắm rõ ha. Và lô đất của mình ở đây thì tọa lạc tại ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và hôm nay chính chủ gửi em bán một lô đất, đường bê tông vào tới đất, đường bê tông của mình hành lang lộ giới là 3m, xe ô tô di chuyển vào trong đất là thoải mái luôn quý cô chú anh chị. Và với diện tích là 6.206,8m2 và 400m thổ cư, được 21m mặt tiền view suối ở đằng sau nữa quý cô chú anh chị. Cách đường nhựa trục chính chỉ có 100m thôi, và cách đường quốc lộ và trường học chỉ có 500m thôi quý cô chú anh chị. Và hôm nay chính chủ gửi em bán lô đất này với giá 800 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Và đất của mình có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, có thể công chứng trong ngày được luôn nha quý cô chú anh chị.
trên đất của mình đa số là cây lấy gỗ ha, thì quý cô chú anh chị thấy là nhà cửa điện nước đầy đủ luôn, có sẵn giếng khoan cho mình sử dụng luôn quý cô chú anh chị. Thì nếu mà thấy video này mà quý cô chú anh chị có yêu thích thì nhớ cho em một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha. Và cái phần sổ hiển thị view suối của mình là ở đây nè quý cô chú anh chị, có cái đường ranh hết rồi nè. Nhưng mà suối của mình là suối nhỏ thôi, thì mùa mưa nó chảy như một cái đường mương thôi quý cô chú anh chị, chứ không phải là suối lớn ha. Nói chung là trên sổ mình vẫn thể hiện view suối nhưng mà là suối nhỏ nha quý cô chú anh chị. Nó chạy theo một cái đường ranh thẳng lên đây là được 21m ha. Đây là cái cuối vườn của mình rồi đó quý cô chú anh chị. Thì cái phần cuối này thì chủ nhà chưa có rào chắn lại, nhưng mà có ranh đường mương, đường suối nên nhìn rất là rõ nha quý cô chú anh chị. Nói chung là ranh móc mình nhìn là mình hình dung được cái lô đất của mình luôn á. Và chủ nhà cũng trồng hết cây gỗ dầu xung quanh lô đất của mình, nên đất của mình nhìn là mình biết liền quý cô chú anh chị, rất là dễ nhận biết luôn ha. Và cái suối của mình thì nó đi theo một cái đường ranh qua tới bên đây luôn quý cô chú anh chị nè. Đây nè quý cô chú anh chị ha, nó có một cái đường ranh mương rồi nên mình nhìn mình rất là dễ hình dung được cái lô đất của mình luôn á. Thì em cũng quay là toàn bộ hết lô đất là từ ngoài vườn vào trong lô đất, thì quý cô chú anh chị cũng thấy là cái view suối của mình thì rất là nhỏ nha quý cô chú anh chị. Đây là cái đường view suối của mình nè, hiển thị trên sổ nó rất là nhỏ luôn. Nói chung là tại vì cái này là cái lượng nước mưa chảy thôi, còn mùa khô là nó sẽ cạn như quý cô chú anh chị, chứ nó không có nước đây đâu ha. Nói chung là sổ mình hiển thị view suối luôn. Đây em quay là nói chung là toàn bộ hết rồi đó quý cô chú anh chị. Thì em cũng đã quay là toàn bộ từ ngoài phía đường bê tông vào trong lô đất cho quý cô chú anh chị mình được biết hết được những cái thông tin của lô đất của mình rồi ha. Thì với 800 triệu được mua một lô đất có sẵn một nhà cấp 4 kèm chuồng trại và vườn gió bầu, và với diện tích là 6 xào 2, giá chỉ có 800 triệu quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có quan tâm thì nhớ là liên hệ với em ha. Và em cũng đã quay hết cho quý cô chú anh chị nhà mình hết video đất, thì quý cô chú anh chị cũng hình dung được cái lô đất của mình ngày hôm nay như thế nào rồi ha. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha.